Xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta đến với buổi chia sẻ thứ 9 về ứng dụng Console App trong CSAP. Nội dung của buổi chia sẻ hôm nay sẽ gồm là phần giao diện Console App, thứ hai là về sự dữ liệu trong Console App, thứ ba là về nhập dữ liệu từ Console App và cuối cùng là định dạng số khi in ra Console App. Chúng ta đi vào phần đầu tiên luôn. Như mọi khi thôi, mình sẽ giới thiệu qua giao diện trước rồi gọi sẽ mình sẽ thực hành cho các bạn luôn cho dễ hình dung. Thì thực chất là phần giao diện console đấy, hay là console app ấy, hay là còn gọi là các giao diện dòng lệnh mà trước mình đã thực hiện cho các bạn đấy, phần CMD này này đấy, rất là cực kỳ đơn giản thôi. Thì là loại giao diện đơn giản nhất luôn, trong đó những cái dữ liệu xuất đi nhập ấy đều là văn bản, mặc dù không có gì hấp dẫn. Ứng dụng với giao diện Console App ấy thì luôn được sử dụng để dạy ngôn ngữ lập trình, kiểu tương tự ấy, trong khi học lập trình C# ấy, trong khi học lập trình C# căn bản thôi, lúc mới tiếp cận ấy, thì sẽ gắn bó với ứng dụng Console App, đa số là vậy. Tương tự ấy. Khi giúp bạn, nó sẽ tập trung vào bạn bạn học cái những cái cơ bản, học hiểu về logic cái đã, cách về triển khai từ ngôn ngữ tự nhiên sang lập trình cái đã, chứ không cần phải giao diện đẹp phức tạp làm gì, không cần phải giao diện web ấy. Thường thường bây giờ các bạn rất thích là tìm hiểu vào là học và tìm hiểu về web luôn. Nên bài này thì mình sẽ hướng dẫn tập trung vào giao diện console thôi. Đây, giao diện console còn gọi là giao diện dòng lệnh. Nó là giao diện đơn giản nhất, trong đó việc nhập xuất dữ liệu đều là văn bản cả. Đấy, văn bản là kiểu mình gõ các ký tự ra thôi. Đây, ứng dụng console là mình đã tạo cho các bạn là đơn giản nhất lúc mới vào mình được thực hành trên này rồi ạ. Vai trò của ứng dụng Console này, thì nó giúp người mới học lập trình ấy thì tránh xa những sự phức tạp này, GUI sử dụng nhiều ra mục đích tính toán và xử lý thay vì thể hiện dữ liệu. Đấy, cũng giống như lúc trước mình đã ví dụ các bạn thể hiện này, việc tính toán rồi xử lý như thế nào, tạo biến A rồi cộng trừ ra như thế nào đấy, đã có điều kiện đây. Và cái như các bạn này, thì nó chỉ viết Console App thôi, cho nên là nó sẽ có hiệu suất thì rất là cao và an toàn hơn là mới vào là chỉ việc xử lý luôn. Trên thực tế cũng có nhiều ứng dụng ấy dành cho quản trị hệ thống đều sử dụng giao diện Console. Các bạn nào mà thiết lập hay là chơi game gì đấy, hay là con thích cấu hình gì đấy, thì đều không không quên những như việc gõ như là binh xem thương máy, lúc chơi game xem là máy mình bị binh bao nhiêu đấy, hay là tìm được cái IP của máy, gõ dòng IP config này, đều sử dụng hết ra, sử dụng đến giao diện console. Ngay cả trên hệ điều hành như Microsoft hay là Linux gì đó, đều sử dụng có ứng dụng console hết. Theo phần giao diện này mình giới thiệu rồi ha. Ôi, mình đi lại. Các vấn đề của giao diện Console App thì từ là sẽ giống như là đấy mình đã nói rồi, này quá quen thuộc là việc chúng ta nhập dữ liệu vào, xuất dữ liệu ra màn hình, nhận lệnh và quyết định phương thức tương ứng nào sẽ thực thi và việc tham số đi kèm mỗi lệnh. Đây, việc nhập xuất dữ liệu, việc nhập chính là việc Console App. Nhập xong rồi việc nhập thì mình sẽ nhập từ ngoài màn hình vào, đây là việc xuất rồi, in ra ngoài màn hình đấy. Lúc mình chạy lên thì nó sẽ hiện lên bin A bằng 0 ấy, các giao diện Console App còn lên đen đấy. Còn việc truyền tham số vào những gì đấy, kiểu thế đấy. Lúc đó mình sẽ đến phần chỗ thực hành, mình sẽ thực hành cho các bạn xem luôn. Phần quan trọng đây chính là phần web System Console. Lớp System Console này
chỉ cần chấm Control để thực hiện các công việc với giao diện Control thôi. Tất cả các thao tác quan trọng như xuất nhập, định dạng dữ liệu xuất ra đều được thực hiện qua lớp này. Và có một số thành viên của lớp Control như sau đây. À, write, write line là mục đích là in thông tin ra Control. Read, read line, read key là đọc thông tin từ Control. Có nghĩa là đến lúc phần này này, lúc cái màn hình đen đen ấy xuất hiện ra ấy, thì mình nhập vào thì nó mình nhập từ ngoài bàn phím vào thì nó sẽ nhận được cái giá trị mình nhập vào đấy, gọi là đọc thông tin từ console, beep phát ra tiếng loa, background color đặt màu này cho văn bản, color color đặt màu văn bản đấy. Có một số ứng dụng nha, các bạn đọc qua. Thì mình sẽ đi vào hướng dẫn từng phần cho các bạn ví dụ luôn. Đây, tiên là phần xuất dữ liệu ra console. Dữ liệu thì để xuất dữ liệu thì có chỉ dùng write và write line. Console write và console.write, hai công thức này có thể nhận tham số thuộc bất kỳ kiểu nào, bất kỳ số lượng nào. Write hoặc write line sau đó sẽ được gọi tới phương thức chấm toString của kiểu dữ liệu đó để chuyển tham số sang chuỗi ký tự in ra, kiểu như vậy. Điều khác biệt giữa write và write line duy nhất ở một điểm là sau khi in thông tin ra console, write line sẽ xuống một dòng mới và di chuyển con trỏ văn bản về dòng mới, về đầu dòng mới, trong khi write giữ nguyên vị trí con trỏ ở sau ký tự cuối cùng được in ra. Đấy. Write line thì sẽ xuống một dòng mới và di chuyển con trỏ văn bản về đầu dòng mới. Xuống một dòng mới và di chuyển con trỏ văn bản về đầu dòng mới. Còn lại write thì giữ nguyên vị trí con trỏ ngay sau ký tự cuối cùng được in ra luôn. Cái này thì nói thì các bạn khó hình dung ha. Thì mình sẽ vào thực hành cho các bạn thấy luôn. Cái này có lẽ là mình xóa bớt đi. Xóa bớt đi nha. Hay thôi cứ tạm thời để thế này. Cứ để thế này đi, không ảnh hưởng gì. Xóa bớt ở đây, xóa phần này. Đấy, ví dụ để xuất ra màn hình này sử dụng xôn chấm đây, phải mở ngoặc đóng ngoặc đây à. Đây sử dụng console ra ra đây, in ra này sẽ in ra một số nguyên đi, in ra trăm, in ra một một số nguyên. Đấy, các bạn toán là biết cái này chính là số nguyên ha. Đây copy được cho nhanh, chúng ta sẽ in ra một số thực đi, chấm in ra một giá trị logic đi, in ra kiểu chú phone ấy, chu đây như hai thời gian này là in ra kiểu chuỗi này, in ra một kiểu chuỗi chuỗi in ra một chuỗi đấy. Vâng,
là gì nhỉ? Chúng ta sẽ in ra một biến đi, mình sẽ tạo các bạn mà mới học thì mình khuyên là không nên copy mà là nên tự gõ để mình nhớ các lệnh đi. Mình quen với việc thao tác với lập trình ha. Đây là in ra một biến số nguyên này. À đúng rồi, in ra một biến, đây là kiểu số nguyên này. Tương tự thôi, đây là mình tạo một biến kiểu số, biến kiểu boolean đi. B chặn phone đi, in ra thôi. Cái này là kiểu logic. Tương tự lại in ra kiểu in ra chuỗi đi. Chuỗi chính là kiểu chúng ta string nha. Cái này là chúng ta tìm hiểu rồi đây. Đây, chuẩn bị bắt đầu chạy rồi, có thể là in ra đúng được hết, không báo lỗi gì, chúng ta thực hành được. Đó, các bạn thấy chưa? Đã đều in ra được hết đây. Đấy là chúng ta sử dụng driveline. Đấy. Driveline thì sẽ xuống một dòng mới. Đấy, một lần sau in xong rồi nó sẽ cho xuống dòng mới luôn, đầu dòng mới. Rồi giờ để làm sao để thấy khác biệt với drive ha. Các bạn sẽ thực hành luôn nha. Thôi mình thực hành luôn để so sánh drive các bạn thấy. Drive. Đấy, mình sẽ in hai cái liên tục này cho các bạn đây. Nếu như theo khái niệm này thì nó sẽ giữ nguyên vị trí con chó ở sau ký tự cuối. Đấy. Chạy luôn. Đấy, các bạn thấy sự khác biệt chưa? Tại vì ấy, cái dòng đầu tiên này right thì nó giữ nguyên vị trí con chó thì nó sẽ giữ nguyên tại vị trí chữ E này luôn, sẽ giữ nguyên đấy. Dòng sau nó lại in tiếp tục nữa là 100 thế này, lại gắn tiếp tục vào, gắn vào đấy, đấy. Hai cái khác biệt thôi, cái kia một cái là in xong xuống dòng, cái là in là cứ nối tiếp tiếp theo đấy nha. Rất dễ hiểu ha. À đây, chúng ta sẽ mặc dù là giao diện đơn giản nhưng cũng có thể thay đổi màu sắc hơi đẹp thêm tí nha.
Cái giao diện console này như các bạn đã thấy đấy là chủ yếu là cái giao diện nền chữ đen trắng thôi, nhưng mà không nhìn vào còn hơi nhàm chán tí và nó còn khó theo dõi khi hiển thị nhiều dữ liệu. Thì cái lớp console này ấy, cho phép đổi màu nền và màu văn bản nó in ra trên giao diện console này thông qua ấy, thiết lập các giá trị về giá trị như là background color, background là nền này, foreground color trước khi gọi lệnh in right hoặc là right line. Nếu muốn trả lại màu sắc mặc định ấy, thì chúng ta sử dụng gọi reset thôi, sử dụng công thức reset. Thôi không nói nhiều, mình vào thực hành luôn cho các bạn thấy ha. Rồi. Hành luôn. Đó, mình sẽ cho các bạn gợi ý xem có một cái tiêu đề của cái console này đấy, cho bạn thêm cái lệnh này, giới thiệu cho các bạn thêm cái lệnh này color full. Đây chúng ta sử dụng cái lệnh ở màu sắc ha, color span này không thể gắn vào chuỗi được, cái này nó sẽ là nó ở trong cái insert color chấm đấy. Bây giờ chấm ra chúng ta sẽ thấy không, gợi ý có cái màu ở đây. Giờ muốn để reset màu, rồi mình chạy thử đi nào. Đây đến lúc này là mình phải đổi giao diện thử nha, chúng ta thử chạy xem nhá. Đấy này nó hơi mờ, màu nó là magenta là màu tím các bạn đấy, các bạn thấy mình chọn vào hai các màu mình chọn vào nó bị biến thành màu xanh lục này, đổi màu đấy. Rồi xem nào, mình sẽ đổi lại màu đi, mình sẽ reset lại màu về bình thường của nó. Để reset reset color đấy, reset color này mình sẽ có nhập nhận dữ liệu vào màn hình là red line đi, và tạo một biến được nhận thì thường cái này là right rồi đúng không? Nó đang ở trên một dòng, mình muốn được nhận được cái name này. Đấy, in ngay sau chữ in này luôn. Thì mình lại dùng ra tiếp ha, tại vì ra này sau nó lại
viết nối tiếp vào nữa, ghi ra thôi đấy. Nên mình tùy trường hợp mà chúng ta sử dụng run ra cho nó linh động thế thôi. Máy mình cứ view giao diện này hơi chậm nhỉ. À cái này là nhập tên do nên y tên rồi. Do anh em y các bạn thấy không, dung to lên tí nhỉ. Đây là hình thử phần chữ do anh em y đây, rồi đến cái lệnh dạng lệnh là sơn cho deadline nữa, cho nên là mình cần nhập ở ngoài vào. Em đang tin là enter mình đang nhập đấy, là đang nhập ở ngoài mình vào đấy, bấm enter thì nó ra phần sơn ra enter này luôn ha. Ok chưa, vì cái giọng redline ở đây cho nên nó dừng lại cho mình xem đấy. Thế thôi, tại vì cái giọng redline cái giọng redline nó dừng lại cho mình xem đấy. Mình vừa thực hiện thực hành các câu lệnh đấy, các bạn có thể xem video và thực hành lại nhá. Thứ ba là phần nhập dữ liệu từ console trong C# đấy, mình cũng vừa thao tác vừa nhập là dùng redline để nhập ra vào màn hình. Tiếp theo đấy, nhập dữ liệu là sẽ thấy sử dụng các phương thức như là console, bao gồm mà sử dụng những cái console gồm mà redline này, redline là đọc một dòng và trả về một chữ ký tự. Mình vừa thực sự thao tác cho các bạn xem nhé. Redline đọc một dòng và trả về một chữ ký tự. Khi sử dụng phương thức redline, nên màn hình console sẽ dừng lại và chờ nhập dữ liệu. Đấy, là mình vừa thao tác cho các bạn, là các bạn vừa thấy là dừng lại một lúc xong mình nhập thêm là cái tên là Peter đấy. Người dùng có thể nhập nhiều ký tự liên tục cho đến khi đấy, khi mình bấm xong, mình nhập xong mình bấm enter là để kết thúc nhập ha. Cho deadline luôn trả về một cái chuỗi ký tự chúng ta ấy, khi mà muốn xuống dưới nhận chúng trong chương trình ấy, muốn sang sử dụng các kiểu khác thì mình phải chuyển đổi sang các kiểu khác theo nhu cầu. Cái deadline có thể dùng để dừng màn hình đấy, là mình có sử dụng cái câu câu lệnh cuối cùng ở đây cái like để nó dừng màn hình lại để chúng ta có thể xem kết quả chúng ta vừa nhập xuất vừa xử lý ở trên cái đoạn đầu đấy ha. Dùng cái like để dừng màn hình lại. Đây là cái này mình có nên thực hành thêm không nhỉ? Mình nghĩ là mình sẽ thực hành thêm cho các bạn về phần chuyển đổi kiểu dữ liệu đi. Tại vì khi nhập vào những kiểu là nhập vào số, nhưng mà bản chất nó là chuỗi, cho nên là muốn sử dụng cái số đấy trong chương trình là mình phải chuyển ha. Đấy, mình sẽ thao tác cho các bạn luôn. Là phần số mình nhập vào đi, số nhập vào một số sinh number đấy để nhập vào sử dụng console.
Console trên Redline, giờ mình đang sử dụng console trên Redline ha. Ây da. Đấy, nhập vào một số. Trong khi nhập thì nó tự xuống dần. Mình sẽ in ra cái số vừa nhập là gì đây luôn. Đấy, dưới dòng tiếp theo. Và thì mình tạo một cái biến nhập trên màn hình đấy, logic mình sẽ nhập nhận ngay dưới dòng tiếp theo, mình lại in ra tiếp cho các bạn xem xôn chấm like tiếp luôn. Vào gì nữa nhỉ, nhập vào một chuỗi. Một chuỗi thì quá quen thuộc rồi, đây chính là nhập vào một chuỗi thôi. Chuỗi là chưa, mình mới in ra một chuỗi thôi. Nhập nhập vào chuỗi. Chuỗi thì in ra một chuỗi cho các bạn xem. Rồi, đây mình sẽ có một câu là Enter để kết thúc. Đấy. Thì lúc đây là đến cái dòng cái like. Và like thì nó sẽ dừng lại màn hình chúng ta xem, và chúng ta bấm enter lại kết thúc. Đây, nhập vào một số. Màn hình nó hơi nhỏ nhỉ. Các bạn cố gắng dùng máy như chúng ta tí nhé. Nhập vào một số. Thì mình nhập vào số 10 đi. In ra số 10 luôn. Dòng tiếp theo, in ra số 10 luôn. Và nó xuống dòng tiếp theo. Nhập vào logic to iPhone. Đấy, mình sẽ đến vào iPhone này. Đây. Và logic cho đi. Đấy, lại in ra tiếp theo. Logic in ra các bạn đây. Nhập vào một chuỗi. Hello. In ra hello tiếp. Enter để kết thúc đây. Ok chưa? Đấy. Hết ha. Tiếp theo cái phần red key. Red key này là đọc một ký tự và trái về kiểu console key info. Khi sử dụng red key, cái màn hình console sẽ dừng lại chờ nhập dữ liệu. Khi người dùng bấm một phím bất kỳ, red key sẽ đọc và kết thúc. Đấy, khi người dùng mà bấm một phím bất kỳ, red key sẽ đọc và kết thúc nhập ngay lập tức. Nó không cần dùng phím Enter để kết thúc nhập như Redline. Thông tin về ký tự người dùng đã nhập ấy sẽ được trả về một biến thuộc kiểu là console key info. Đấy, kiểu như thế thôi. Cái phương thức red key này ấy, nó cũng thường được sử dụng để dừng màn hình. Dừng màn hình console đấy. Để chờ người dùng bấm một phím bất kỳ để tiếp tục.
không nói nhiều nữa, mình vào thực hành cho các bạn xem luôn. Ok chị. Xuống chân vai đi. Any key. Đấy, chọn một cái key. Và key span control chấm red key. Red key. Đấy, sử dụng cái red key. Thao tác cho các bạn xem nó khác nhau thế nào luôn ha. Control chấm line. Sử dụng chạm đi. Rồi. Chấm right line đi. Mình sẽ in ra cái key ở trên này. Ôi này key đấy. Key chấm cho key xe. Điều kiện cho các bạn xem ha. Nếu mà nó chấm xuống khi thì mình sẽ in ra console. Đấy, mình kết hợp một tí câu điều kiện cho các bạn xem ha. Có nghĩa là cái nếu cái từ chữ số nhập vào là h thì mình sẽ in ra giọng nghe luôn. Đầu tiên đi, mình sẽ nhập vào từ bv trước đi. Đấy, bv in ra v, v là in ra số 0, khi cha là v, mỗi file là 0. Ok, không phải gì hết. Tiếp theo, bây giờ là mình sẽ nhập từ h xem ha. H, đấy, nó sẽ in ra hello ship. Mỗi file là phải dùng thêm nút ship để cho cái chữ h thường là h hoa. Ok, thế thôi. Cái kiểu console info này ấy, nó lưu trữ một thông tin về về phím người dùng đã bấm. Như là cái phần key tra này này, là ký tự người dùng đã nhập này. Cái phần modifier ấy chính là cái kiểu enum console modifier. Các phím điều khiển ấy, bấm cùng như là Control Shift Alt hay là phím key ấy, hay là cái key này nè, là kiểu in trong console key, là các phím chuẩn trên console thôi. Đấy, console key và cha hoàn toàn khác nhau. Console key và cha hoàn toàn khác, không giống nhau lắm và cũng không thể sử dụng lẫn lộn nhau được. Kiểu tra bạn đã biết thì qua bài học các kiểu dữ liệu cơ sở của SysApp rồi đấy ha. Nói chung là sau mình chúng ta sẽ tìm sau này tìm hiểu kỹ hơn về console key chấm enum sau console key enum này, chúng ta tìm hiểu cơ bản như vậy thôi.
Tiếp theo là đến phần read, read ha. Read thì nó đọc một ký tự và trả về mã của ký tự đó. Khi sử dụng read ấy, màn hình console cũng sẽ dừng chờ nhập dữ liệu. Các bạn chờ tí mình việc. Tiếp theo ha. Mình cứ vừa có việc ra ngoài một tí. Chúng ta đang ở phần read, read. Thì read nó đọc một ký tự và trả về mã ký của ký tự đó. Khi sử dụng read ấy, thì màn hình console sẽ dừng chờ nhập dữ liệu. Người dùng chúng ta ấy, có thể nhập cả một chuỗi ký tự và bấm phím Enter để kết thúc nhập. Tuy nhiên ấy, cái read ấy, nó chỉ trả về mã của ký tự đầu tiên của chuỗi người dùng nhập thôi. Đã hơi khác một tí như thế thôi. Thường chúng ta hay dùng read hay read like cũng được. Nghe hơi ha. Tiếp theo là chúng ta đến với phần mình sẽ giới thiệu một số vấn đề khi làm việc với console trong C Sharp ha. Như là việc đơn giản hóa lời gọi phương thức của console, việc biến đổi dữ liệu đọc từ console, việc in chuỗi các định dạng với placeholder, việc in chuỗi các định dạng với string interpolation này. Ta đi vào phần chúng ta đi vào phần đầu tiên luôn là việc đơn giản hóa lời gọi phương thức của console. Tại vì từ từ C Sharp 6 ấy thì bắt đầu đưa vào cấu trúc using static để gọi tắt tới các thành viên của static của một class ra, nó rất phù hợp cách này. Cái lớp console này chứa hoàn toàn các thành viên static luôn và nó rất phù hợp với cách dùng này. Đây ha. Thì thực ra bây giờ chúng ta đến phiên bản C# 12 rồi. Thì bây giờ chúng ta code thì lúc trước ấy, code thì ở bên ngoài này này sẽ có cái class. Đây là cái class program. Ở bên trong là sẽ có cái phương thức main ấy, ban đầu mấy bài đầu mình có giới thiệu các bạn này. Thì lúc đấy nữa cơ, còn bây giờ phiên bản mới nhất này thì đã bỏ luôn bên ngoài là class program rồi. Giới thiệu và cả phương thức main luôn, cho nên bây giờ nó đơn giản, chúng ta chỉ vô vào và code console này thôi, nên cái này chúng ta chỉ biết qua lịch sử như thế thôi. Tiếp theo là phần đến phần biến đổi dữ liệu đọc từ console. À, là lúc nãy giờ là chúng ta chỉ nhập và có kiểu dữ liệu từ control thế nào là chúng ta cứ in ra thế thôi ha. Thì bây giờ lúc nãy là mình có kiểm tra đấy, nhập vào là đã đều nhận là kiểu string hết rồi đấy. Bây giờ mình biến đổi. À, khi đọc dữ liệu từ control ấy là bạn phải thực hiện hai nhiệm vụ. Là kiểm tra tính chính xác của chuỗi và biến đổi chuỗi về giá trị thuộc kiểu mình cần. Ví dụ như ấy là bạn yêu cầu người dùng nhập vào một số nguyên thì giao dữ liệu nhập từ console sử dụng readline đều là string ấy. Bạn phải biến đổi nó, biến đổi cái chuỗi đó thành số thì mới sử dụng được, đúng không? Phải biến đổi nó thành số thì mới sử dụng được trong các biểu thức nào đấy, sức cộng trừ đến chia vậy. Hoặc là ngoài ra ấy, thì do người dùng ấy có thể vô tình nhập lẫn cả chữ cái hay là vào chữ, chữ vào chuỗi dẫn đến lỗi khi biến đổi nữa. Do đó ấy, khi đọc dữ liệu từ console bạn phải thực hiện hai nhiệm vụ đấy. Hai nhiệm vụ chúng ta là phải kiểm tra tính chính xác của chuỗi này, phải biến đổi chuỗi về giá trị để thuộc kiểu mình cần đấy.
Thì ở trong C-Sharp này nó đã hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ này với phương thức bạt này và chai bạt. Nó có bảng chai bạt đây. Phương thức này gọi là hai phương thức này nó gọi là type conversion để phân biệt với type casting. Chúng ta lại gọi là type casting là ép chuỗi thôi. Còn này là bạt với chai bạt. Tao dùng đạt với chai bà đấy, mình chưa cho vào đây và mình sẽ thực hành cho các bạn xem luôn nè. Ban đầu là cái này là gì nhớ không, đây là ghi chuỗi ra màn hình ha, xuất ra màn hình, ghi ra xuất ra màn hình trước đi, nhập vào một chuỗi deadline để nhập từ để nhận từ màn hình nha, đọc dữ liệu từ màn hình, dùng console.readline để đọc dữ liệu từ màn hình ha. Này là gì, đọc vào một chuỗi cho số, đọc vào đi, đọc vào một chuỗi này là chữ số, ra một biến là y kiểu integer sẽ bằng integer đấy, thì nó có hỗ trợ là bạc, nó khác với cái ép kiểu ác kia nha, hỗ trợ công thức bạc đây sẽ bạc từ cái input này sang kiểu y tế chấm bạc sang kiểu y tế đây. In từ 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 này là nhập vào kiểu nhập vào trong iPhone đi đấy, nhập vào trong iPhone đi. Cái này lại input này được gán vào sẽ đọc vào, đọc được dữ liệu từ màn hình vào tiếp ha, cái này sẽ đọc vào, lúc này là chúng ta sẽ đọc nhưng mà nó không phải là kiểu boolean to iPhone đâu, cái này là sẽ đọc vào một cái chuỗi không phải kiểu to iPhone nhưng mà đọc vào cái chuỗi, nhưng mà chuỗi to hoặc phone. Chuỗi nha, chứ không phải là kiểu boolean nào. Đấy. Tiếp theo mình tạo một biến kiểu boolean để ép sang, để bạc sang. Cái này gọi là, nó không phải là ép mà cái này gọi là biến đổi input thành integer, integer là biến đổi input thành boolean, bool để xem còn kiểu nào nữa nhỉ, bây giờ để xem còn kiểu này để ví dụ các bạn nào. À, đọc vào một kiểu double đi.
này mình lại đọc chữ điện cho màn hình đấy, đọc vào một chuỗi chữ số đúng không? Double nhưng mà nó vẫn là chuỗi chữ số. Mình lại bạc sang tiếp, mình biến đổi chấm, bạn ta gọi là biến đổi nha, chứ không phải là ép kiểu nha. Sang D đấy. Đấy, đây là biến đổi đây, thấy chưa? Chúng ta sẽ chạy thử xem ha. Trở lại đây, máy của mình nó build hơi chậm ha. Đây, nhập vào một số kiểu integer vì dùng âm xôn chấm right cho nên nó sẽ vẫn ở trên một chồng, nó sau ngay sau cái tự chúng ta vừa ấy luôn. Thì mình sẽ nhập vào số kiểu integer như là 10, nhập vào chung iPhone chung là kiểu double 10 chấm. À, đấy thôi. À, quên in ra cho các bạn xem. Okay, in ra nó vẫn như thế đâu, nó vẫn là một chuỗi thôi. Nhưng mà mình sẽ in ra để chứng tỏ là nó sẽ không bị lỗi ha. Không bị lỗi thì in ra cho các bạn xem, chứng tỏ là mình sau khi mình bạc xong rồi nó không bị lỗi ha. Integer số 10 đấy, mình in ra số 10 chứng tỏ nó không lỗi, nó vẫn in tiếp tục được ha. True đi, đấy vẫn in ra true, thấy chưa, đã bạc xong đúng ra là true cái hoa đây. Double là 5 chấm 6 đi. Đấy, còn in cho 5 chấm 6 đây. Ok chưa? Tiếp theo là phần in chuỗi các định dạng placeholder. Có nghĩa là gì nhỉ? À đây. Kiểu là phương thức write line, có thể in ra một sâu ký tự, đồng thời ghép biến vào những vị trí đánh dấu placeholder sẵn sàng cho một sâu mẫu ấy. À, cái này là lúc trước mình có in ra ví dụ cho các bạn rồi ha. Đây là sẽ gọi là in ra các định dạng placeholder, có nghĩa là như thế này này. Mình thực hành các bạn dưới hình dung, ví dụ là mình tạo biến sẽ in ra ngoài biến thứ đấy. Đấy. Còn này là thứ hai rồi
Đây, anh nghĩ là như thế nào? In chuỗi các định dạng với placeholder có nghĩa là gì? Mình in chuỗi ra rồi mình sẽ đánh dấu cái vị trí in ra nữa, truyền vào cái ví này vào này. Nó sẽ bắt đầu từ số 0, xong rồi chạy dần lên 1, 2, 3 đấy ha. Thì số 0 này này nó sẽ được bằng thay thế bằng ví 1 đây. Số 1 này để được thay thế bên hai, nó chuyên tuần tuần tự ha. Đấy ha, nó tuần tự đây, mình sẽ chạy cho bạn xem. Đấy thấy chưa, biến thứ nhất 1 2 3 2, biến thứ hai 1 3 4 3 4 đây. Đấy là nó sẽ truyền được cái biến chúng ta ở ngoài đây bằng việc sử dụng đây đánh dấu hai dấu ngoặc kép, hai dấu ngoặc đơn, hai dấu ngoặc đơn này 01 rồi truyền vào thứ tự biến thứ nhất biến thứ hai, hoặc là bạn có thể đổi ngược lại biến thứ hai biến thứ nhất sau, chỉ khác cái tên thôi, tại vì nó sẽ ghép vào tương ứng này, không đi với cái này đầu tiên một cái này thứ hai. Đấy, đây đổi ngược lại biến thứ nhất là 3 4 3 4 này, biến thứ hai 1 2 3 2 này, 3 4 3 4 này, biến thứ hai 2 3 2 này, ok chưa? Tiếp theo in chuỗi các định dạng với string interpolation, cái này mình cũng đã thực hành cho các bạn từ trước rồi, hay các bạn xem ấy. Này là có xuất hiện từ khi C# 6 thì một phương pháp định dạng sâu mới gọi là interpolation. Cái một sau của interpolate thì này ấy, được bắt đầu bằng ký tự đô la ấy, trước mình in mà, thì ở những vị trí cần thay thế bằng giá trị từ biểu thức một sau này thì ở ngoài mình thêm dấu đô la này vào, rồi mình tạo một biểu thức rồi mình điền chuyển thẳng cái biến này vào thôi. Khi gặp cái sau đô la này, cái dấu ký tự đô la thì C# sẽ tính giá trị của biểu thức hay là lấy giá trị biến và đặt vào đúng vị trí quy định thôi. Đây như ví dụ này nha, cái kiểu interpolation này này sẽ khác với kiểu placeholder như thế này. Placeholder thì chúng ta sẽ thêm cái dấu đô la này vào này. Đấy. Rồi nó không có cái này đâu. Đấy thì lúc này chúng ta biến gì mình in ra thôi, không này là biến một chứ mà không đâu, này biến hai thì mình chuyển biến hai vào thôi chưa, in ra các bạn xem đấy còn in ra rồi chưa, đấy, nó khác nhau như vậy thôi. Tiếp theo là đến phần là định dạng số khi in ra console. Lưu ý thêm tí là cách viết số này chỉ áp dụng được trong chuỗi các định dạng placeholder hoặc là string interpolation nha. Đấy. Chỉ áp dụng được hai trường hợp này thôi, 4.3 với 4.4 này đây. Trong trường hợp chuỗi các định dạng placeholder hoặc là string interpolation nữa. Vì có rất là cũng có nhiều trường hợp mà chúng ta muốn in ra số có định dạng, ví dụ như là in giá tiền này, hay là bạn muốn kèm theo đơn vị tiền tệ vào, hay là chỉ với hai chữ số thập phân, hay là bạn có thể muốn dành một độ rộng cố định để in số như trong bảng biểu ấy, bạn muốn in ra cái căn lề trái hoặc căn lề phải này. Các lệnh in của console có hỗ trợ đó là ba phần, đó là alignment, format và precision ha. Thì mình đi vào phần trước đi, format trước đi, format specifier thì để in ra giá tiền thì dùng hai chấm c, hai chấm c nhỏ, c nhỏ phía sau chỉ số trong placeholder hoặc sau tên biến trong interpolated string. Cái này thì khó hình dung ha. Đây mình sẽ ví dụ cho các bạn luôn,
chúng ta là sẽ dùng format specifier xây dựng xe này, ví dụ in số đi. Đấy, như y thông thường đây là chỉ đi, các bạn vừa học xong nhớ không, đây là kiểu string interpolation, là kiểu placeholder, string interpolation là mình cái dấu đô la. Đấy, như thông thường thì đấy, đây là kiểu thông thường simulation hả, nó chưa định dạng gì hết. Nhưng mà mình lại thêm cái này xem nào, thêm thêm cái chữ format specifier này, a chấm c vào xem nó khác biệt như thế nào á, và hai chấm c nhỏ đi, đây là vậy thôi. Chạy thêm nào, đấy khi bạn in thông thường 500 nó 500 thôi, nhưng mà mình in kiểu tiền tệ 500 này chấm không không này, thấy chưa, hoặc là kiểu số double thử đi, tạo một biến đi tiền tệ hay là tạo gì đấy đơn giá thì sau này nó hay kiểu decimal 500. Chúng ta sẽ dùng cái kiểu là kiểu string interpolation đi. Đây in hai kiểu cho các bạn xem luôn, đang sẽ ra giống nhau thôi. Máy mình dạo này hơi có vấn đề, chạy hơi chậm á. Nếu mình quay xong series này thì đến những bài phức tạp hơn mình sẽ cài đặt lại máy kiểm tra lại một tí nó nhanh hơn tí. Đây nó ra đây đấy, hai cái nó cũng y ra như nhau thôi ha, nằm chặt đây các bạn tham khảo ha. Tiếp theo là phần precision specifier, thì sau ký tự định dạng ấy bạn có thể sử dụng thêm một con số để mô tả độ chính xác, gọi là precision specifier của cái giá trị được in ra. Ví dụ nhé, mặc định lúc nãy chúng ta là 2 chấm c sẽ in ra hai chỉ số thập phân đúng không, bây giờ bạn có thể yêu cầu là in ra con số với độ chính xác cao hơn, hoặc là ba bốn chỉ số thập phân hoặc là thấp hơn, chẳng hạn là 2 chấm c 3 thì chỉ in ra ba chỉ số thập phân, hoặc là 2.4 thì in ra 4 số thập phân. Đây ví dụ đây mình in ra là 3, đây là 4, à đây là 4 luôn, đây là 3 đi, đây là 2, đây là 1 đi, chúng ta chạy thử nhá. Bị chậm đấy nhờ.
xe máy của mình lại thế. Enter nó mới ra đây. 4 chữ số này, 3 chữ số này, 2 này, 1 này, thấy không? 4, 3, 2, 1, các bạn thấy không? Về chưa? Đây. Tiếp theo, nhưng mà cũng có một cái kiểu đặc biệt như thế này nha. Cái cách thể hiện độ chính xác này này, nó còn phụ thuộc vào loại số và định dạng của nó nữa cơ. Mình sẽ ví dụ thêm một số kiểu định dạng cho các bạn ấy, ví dụ như là console chấm rồi là số ban đầu đây C đúng không, nhưng mà chúng ta chuyển vào số 12.5 đi. Thì lúc này nó mặc định thì nó sẽ in ra là phía sau này là 2.50 đúng không? Vì mặc định là hai chỉ số được phân sau. Đây, nhưng mà ta lại có một cái kiểu mới nữa đây. Đây là 12 thôi. Thì lúc này là chỉ có một số nguyên, nhưng mà D4 đây dành cho số nguyên nha. Thì lúc này thì nó sẽ thêm sao để không thay đổi giá trị của số 12 này, nhưng mà vẫn đủ 4 chữ số ha, thì nó sẽ thêm 2 số 0 như thế này. Theo trường hợp mà nó có rất nhiều phía sau, ví dụ là 12 chấm thì nó có rất nhiều số phía sau nha. Thì lúc này nó sẽ làm tròn về để phần, thì lúc này ấy, thì nó làm tròn phía sau dấu phẩy này, độ chính xác 4 chữ số thôi. Lúc này nó sẽ in ra là 12.13314 đấy, sau dấu phẩy thôi, 4 chữ số này thôi. Sau nó phải thì gọi là ép tối. Chúng ta về thử đến phần G4 đó, mình nhớ mấy cái G4 này này. G4 là gì nhỉ? G4 thì nó sẽ làm tròn ra các bạn, kiểu là nó sẽ làm tròn hai chỉ số luôn, thì làm tròn lên đấy. 5 thì nó sẽ lên 12.35 ha. Đấy. Rồi những kiểu đơn giản này thôi. Ngoài ra rất nhiều kiểu, sau các bạn đã từ khóa và tìm kiếm thôi. Bạn chạy được đây nha. Đây. Thấy chưa? Thử đúng như mình dự đoán này. 12.50. Ôi ôi, này gõ bị nhầm. Ở trong cái dấu ngoặc này chứ. Mình gõ nhầm ha, nó phải ở trong dấu ngoặc. Đây. Thì mặc định ra 12.50 đây, còn cái số này là nó sẽ thêm cho đủ 4 chữ số 0012. Cái này là F4, là phía sau dấu phẩy thì sẽ có 4 chữ số. Đây là F4 thì nó sẽ làm tròn lên, G4 thì nó sẽ làm tròn cho hai chữ số này ha. Tròn lên là 12.35. Ok. Ví dụ một số cái cơ bản các bạn dễ hình dung thôi. Ngoài ra các bạn có từ khóa đấy, các bạn có thể tìm hiểu thêm ha. Tiếp theo là phần Alignment Specifier. Thì chúng ta mô phỏng lại việc in giá trị ra thành cột thôi. Con số 10 với trừ 10 tách chỉ số placeholder bằng dấu phẩy được gọi là alignment specifier. Cái này khá hình dung, cái này hơi khó hình dung.
Mình sẽ vào cái ví dụ mình giải thích là thôi. Okay. Lý thuyết thôi, mình chỉ ví dụ cái này mình làm mình chưa thấy dùng lắm. Ví dụ cho bạn một trường hợp thôi. Đấy, các bạn trừ 10 đến 10 này. Đấy, thấy chưa, trừ 10 đến 10 này. Thì ở đây chúng ta mô phỏng lại cái việc in giá trị ra thành cột. Thì con số mà số 10 và trừ 10 này nó đại diện cho nó tách ra với chỉ số placeholder bằng dấu phẩy, được gọi là đây, nó bằng dấu phẩy, nó được gọi là place alignment specifier. Alignment specifier chỉ định độ rộng số lượng ký tự tối thiểu để in ra giá trị số đó. Giá trị dương báo hiệu là căn lề phải, giá trị âm là báo hiệu căn lề trái đó. Hiểu hiểu như thế. Nên là in ra như thế này ha. 50 là 100 100 này. Ok chưa? Đấy. Cái này là 10 căn trái căn phải đấy, căn 10 10 đấy. Cái này chúng ta chỉ đọc giới thiệu qua thôi, mình làm chưa đến mức phải trình bày đẹp, cái này không cần lắm. Cái này chủ yếu là xử lý dữ liệu thôi. Thế ha, thế là mình qua là chúng ta đã mình đã tìm hiểu qua được những phần cơ bản rồi ha. Mình tổng kết lại thì hôm nay chúng ta đã tìm hiểu về phần cái giao diện console. Giao diện này cực kỳ đơn giản luôn, chỉ cái màn hình trắng đen thôi ha. Đã tìm hiểu về việc xuất dữ liệu ra console, nhập dữ liệu vào console và một số định dạng số khi in ra console. Và hôm nay chỉ thế thôi. Thì ở thì các bạn có tìm hiểu hay là thấy mình sai sót hay là cái gì, các bạn chia sẻ đi comment để mình sửa nhé. Cảm ơn các bạn.